Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel kiếm tiền online của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến cái web tên là seribor.com. Đó, thì cái web này là một dạng đầu tư khá là uy tín. Mình đã đầu tư vào nó khoảng là 3,5 triệu, 3,6 triệu gì đó. Nếu mà quy từ BTC ra Việt Nam đồng ấy, mình đầu tư gói 15 ngày. Nhưng ở đây thì mình nhận được lãi hàng ngày và cái lãi này mình có thể rút trực tiếp về luôn. Còn cái số tiền gốc á, thì mình phải đợi sau 15 ngày hết cái đợt mà mình đầu tư thì mình mới tái đầu tư hoặc là rút về được nha. Thì trong video này mình sẽ rút tiền cái con web này về cho anh em xem để anh em thấy nó uy tín, có thể suy nghĩ đến những cái hình thức là đầu tư. Và lưu ý rằng cái dạng web này á, một ngày nó chỉ lời được 2.1% này, hoặc là 2.3, 2.9, 150% sau 15 ngày gì đó. Nó được phần trăm ít hơn những con web khác, nên anh em có thể là cân nhắc trước khi chơi. Nhưng mà theo mình thấy những cái dạng web mà nó kiếm được ít thì nó uy tín lâu dài, anh em có thể chơi lâu dài được. Còn những cái web mà nó ăn có thể là bỏ ra 100.000 ngày mai kiếm được 160.000 nhưng mà nó chết rất là nhanh. Được rồi, thì trước khi vào chủ đề chính á, thì mình sẽ random tặng cho một bạn 20k trước vì đã comment cái video ngày hôm qua của mình. Nếu ai mà không quan tâm đến cái chủ đề này á, có thể lướt qua ha, tua qua cái đoạn này đi. Hôm qua mình đã review cho anh em một cái sự kiện là nhận được 10k sau 3 phút của ứng dụng là Go2Joy đúng không? Nhưng mà hiện tại thì hôm nay cái ứng dụng này á, nó đã tạm dừng rồi nha. Thì sau một tuần sau đó thì có thể là sự kiện nó sẽ quay lại. Đấy, phía app nó thông báo như vậy thì mình cũng thông báo đến anh em thôi. Rồi mình sẽ bắt cái đường link vô đây. Đâu rồi? Ở đây, dự án này. Get YouTube comment, có nghĩa là lấy tổng số comment 87 người ha, bấm start. Rồi, Long Cai vô. Ở đấy nhận Viettel. Nhưng mà đây là cái số gì đây? 0359292 à? Hình như thiếu số rồi đúng không nhỉ? 2, 4, 6, 7 số à? 7 nếu số kia là 8, 7 là thiếu số nhá. Đây là số điện thoại sai nhá, mình không gửi được cho bạn đâu. Mình sẽ random một người khác. Hình như là mình nhớ không nhầm là 10 số mới đúng. Đấy, đây bạn này ghi thiếu rồi. Another ha. Một người khác nào. Rồi Linh Nguyễn, bạn ấy nhận Momo. Số điện thoại có đuôi là 014 nhá. Mình đã gửi thành công 20k đến số điện thoại là 14 đuôi của bạn Nguyễn Chí Linh nha. Cảm ơn anh em đã tham gia event comment. Nếu anh em nào mà muốn tham gia cái event comment random tặng một người như thế này á, thì hãy like video này và comment dưới video là số điện thoại của bạn cộng tiền mà bạn muốn nhận. Lưu ý là cái số điện thoại bạn phải ghi đúng nhá thì mình mới tặng được, chứ mình cũng không có thời gian mà liên hệ để kêu bạn gửi cái số điện thoại cho mình. Đấy, anh em mà ghi sai thì mình sẽ bỏ qua và random người khác giống trong video này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ rút tiền trước, sau đó thì chúng ta mới nói tiếp nha. Mình sẽ chọn withdraw này, còn make deposit có nghĩa là anh em sẽ nạp tiền vào cái web này. Rồi, ở đây thì do mình mới đầu tư và sau 4 ngày rồi, mình review cho anh em luôn đó. Thì mình đã lời được 0.001197 BTC. Thì cái này nó tương đương với khoảng là 240.000 Việt Nam đồng mà sau 4 ngày mình đã nhận được. Vậy thì lấy 240 chia cho 4, mỗi ngày mình sẽ kiếm được 60.000 đúng không? Mà trong cái đó mình không cần làm gì hết. Đấy, bây giờ mình bấm withdraw. Rồi. Bitcoin này, BTC này. Trong trường hợp mà anh em không thấy nó hiển thị cái account, cái mã địa chỉ Bitcoin của bạn á, thì bạn bấm góc phải trên cùng. Ở đây nó có chữ là trang web cho máy tính nhá, anh em bấm vô thì nó sẽ show ra cái địa chỉ của bạn. Đấy. Ví dụ đây là cái địa chỉ của mình này, 3KZN đuôi. Bây giờ mình bấm confirm là đồng ý rút về cái địa chỉ Bitcoin này. Đó. Cái địa chỉ này lúc mà anh em tạo tài khoản á, nó sẽ kêu anh em nhập vào. Nếu ai chưa biết, bây giờ ai mới bắt đầu chơi gì đó thì có thể xem lại cái video trước đó của mình nhá. Anh em hãy qua trang của mình ở cái phần là đầu tư kiếm tiền từ web á, đó, nó sẽ có hết. Rồi mình đã rút thành công. Thì đây mình sẽ vào cái phần là account menu, cái phần là profit history. Đó, mình sẽ chọn nè. Ở đây thì mình mới rút tiền đúng không? Nó hiển thị là withdraw request, có nghĩa là mình mới yêu cầu rút tiền thôi, họ chưa có xử lý. Và phía dưới là cái phần á, đầu tiên là cái phần deposit nè, là mình đã nạp tiền vào nè. Và ba mình nạp vào ngày 7 tháng 10 thì ngày 8, ngày 9, ngày 10 của tháng 10 á thì mình đã được earning, mình đã kiếm được thu nhập đúng không?
À vậy là mình mới kiếm thu nhập có 3 ngày thôi. Hôm nay là ngày 11 thì nó chưa có cộng tiền cho mình đâu. Đến hết ngày 11 nó mới cộng tiền nhá. Là nó có nghĩa là đến cái thời đúng cái thời gian mà mình đã nạp tiền vào á, có nghĩa là mình nạp tiền vào 7 giờ sáng ngày hôm qua đúng không? Thì 7 giờ sáng ngày hôm nay mình sẽ được tính là một ngày. Đó, mình mới được bonus đúng một ngày. Thì cái này là chưa đếm nhá. Đó, thì mình đã nhận được 3 ngày. Vậy là hồi nãy mình tính là 3 ngày mình được 240k đúng không? Vậy lấy 240 mà chia cho 3 thì mỗi ngày mình sẽ được 80 ngàn. Đó, khá là ngon, không cần làm gì hết. Bây giờ chỉ cần đợi cái tiền là withdraw này nó về thôi. Mình mới rút withdraw history này. Đó, withdraw request mình đã rút 11.97 đô. Đấy. Khi nào ấy mà cái chữ request á, nó đổi thành cái chữ là withdraw giống như mình, có nghĩa là tiền nó đã về rồi nha anh em, thì nó mới chuyển đổi thành về. Và mình đã đợi khoảng vài tiếng nha anh em, rút lúc 7 giờ. Thì bây giờ mình sẽ vào im token, tiền nó về lúc 14 giờ 37 phút. Có nghĩa là sáng rút thì khoảng 2 3 giờ chiều nó về. Đấy, thì sau vài tiếng thôi nó xử lý khá là lâu. Tùy vào cái lượng người rút tiền nó xử lý, thông thường là trong ngày về nha anh em. Và bây giờ là tối rồi nên mình tiếp tục cái video này. Và đúng cái thời gian là 7 giờ 45 phút hàng ngày này anh em thấy không? Sẽ hiển thị thêm một cái hàng earning, có nghĩa là mình sẽ kiếm thêm tiền. Đấy, hồi nãy mình đã rút hết rồi nhưng mà đây nó lại cộng thêm tiếp được gần 4 đô. Đó, đây là cái tiền thụ động mà cứ mỗi ngày kiếm được. Thì bây giờ sau khi kiếm được như thế này rồi á, mình vẫn rút về được tiếp nhá. Đấy, thì hồi nãy mình đã rút bao nhiêu? Chúng ta vào cái phần là withdraw history. Có nghĩa là cái lịch sử mà rút tiền về. Ở đây thì mình đã rút về là 0.1197 đúng không? Chúng ta qua đây coi. 0.1197 đấy. Thì ở đây á là mình sẽ không bị trừ phí nha anh em. Rút về là không bị trừ phí. Cứ mỗi ngày mình vô, nếu mà anh em sợ gì gì đó thì anh em có thể là hàng ngày vô rút một lần. Đấy, cũng chả sao đâu, mình cứ chọn là account này. Rồi withdraw, cứ một ngày vô rút một lần. Đấy, không phải là đầu tư 15 ngày thì sau 15 ngày mình mới rút. Rút nó đâu bị trừ phí đâu, nên cứ mỗi ngày vô rút một lần thôi. Nhưng mà cái min của nó nhá, đây này coi này, min của nó là 0.001 BTC. Vậy thì khoảng 2 3 ngày thì mình mới rút được một lần, 3 ngày đó thì mình mới rút được một lần, chứ không phải là nếu như anh em đầu tư nhiều hơn mình nhá thì mỗi ngày anh em kiếm được 0.001 rút là bình thường. Còn nếu như đầu tư mà khoảng ít giống như mình hoặc là ít hơn gì đó nên phải đợi là đủ min mới được rút. Rồi thì mình làm cái video này để khẳng định cho anh em đây là một cái web uy tín nhá. Tuy nó kiếm không được nhiều đâu nhưng mà mình nghĩ á, nó sẽ sống lâu sống dài giống như con B2 Bersinit mình từng review cho anh em. Nó đã sống khoảng 1 năm rồi, vậy thì con này nó cũng sẽ giống tương tự thôi ha. Đấy, thì để cho anh em yên tâm mình sẽ đầu tư con này một thời gian khoảng 1 2 tháng gì đó ha. Với cái con này hiện tại mình đang bỏ ra khoảng hơn 3 triệu rưỡi và mỗi ngày mình kiếm được 80 ngàn, đầu tư gói 15 ngày, sau 15 ngày mình đã kiếm được 1 triệu, hơn 1 triệu, 1 triệu 2 gì đó ha. Cũng khá là đơn giản thôi. Bên cạnh đó thì con B2 Bersinit mình vẫn kiếm được nhưng mà mình rút gần hết tiền ở trong đó rồi. Và trong con B2 á, Bersinit mình chỉ còn đẻ là khoảng 100 đô thôi. Cứ sau 5 ngày thì mình kiếm được khoảng là 12 đô, 13 đô từ cái con Bersinit đó. Tiền lãi mình rút, còn tiền gốc mình vẫn để trong B2. Đó. Còn con này thì mình đầu tư, tại vì con này rút tiền nó về cũng khá lâu. Cũng có thể là do rút BTC ấy, anh em, nên nó rút xử lý khá lâu. Khoảng vài tiếng thì tiền nó mới về. Đấy. Nhưng mà về là được. Cứ mỗi ngày thì thôi, cứ 3 ngày chứ nhở, do mình đầu tư ít thì mình sẽ rút được 0.001 BTC. Cũng khá là ngon. Nếu như anh em thấy video này hay, đừng quên tặng mình một like nhá. Và nhấn vào cái nút đăng ký, nhấn vào cái nút chuông bên cạnh để nhận thông báo video sớm nhất từ kênh của mình nhá. Trong trường hợp anh em đã bật chuông rồi nhưng mà vẫn không thấy thông báo á, thì chúng ta hãy thực hiện lại là hủy đăng ký. Sau đó bấm đăng ký lại và bật chuông lại. Vậy thì bạn sẽ reset được cái chức năng thông báo của YouTube. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn anh em ở những video tiếp theo.